Ông mời mày mời đi. Con nhà này học lớp 12 thì học ở nhà. Con ngay. Thấy bé bữa nay cô gửi bài về cho học đó. Cái này cũng học cấp 2. Cấp 1 cũng có một đứa, có mấy đứa à? Chắc sang đầu từ đầu tháng là đi học hết á. Này 25 rồi. Thứ hai chắc này. Đau cơ. Là trên kia.
cái móng này bị xước, gãy móng bị méo rồi. Lần trước nó cắt nó bị không lấy hết này ra, xong nó bị sưng lên, sưng lên thì mình bôi dầu vào nó mới hư cái móng thôi. Chứ lần trước cái móng này nó hư á. Cắt bây giờ cái dấu phạm vẫn còn nằm đây nè. Cái ấy nó làm hư móng nó thôi, nó hở, nó sưng sưng to lên đấy. Dạ. Nó không có lấy hết cái mà trong Tết hả con? Trước nữa. Tết thì nó lấy, nó không có dám lấy nhiều phải chứ. Dạ. Nó lấy một tí ngoài thôi. Còn trước nữa thì nó lấy kiểu nó không hết cái chân của nó đấy. Dạ. Nó sưng to lên. Nè một cục. Đâu rồi? Quá trời quá đó. Nó dài luôn. Cái da chết mà nó bị lại sảm vô lâu quá mà không cắt làm tới lúc mình lôi nó dai cứng à. Nó có xương lên. Mình chớ dầu rồi đó. Đổ dầu vào thế nó khỏi, thế nó bị hỏng cái móng. Lấy thì mình lấy hết rồi chứ. Dạ. Không lấy thì thôi. Không lấy nó nửa chừng ấy. Nó một cục nè.